Chào các bạn, sáng nay chủ nhật tôi ra cập nhật tình hình để các bạn biết thêm về cuốn Linh khí linh ứng và văn khấn cho thầy cúng. Đầu tiên là cuốn văn khấn cho thầy cúng là tôi chưa viết nhé, không có nhiều bạn vẫn cứ suốt ngày hỏi bao giờ viết, bao giờ gửi, đã viết đâu mà gửi. Hôm nay thì tôi mới chính thức coi như là tạm xong cuốn văn khấn các bạn nhé, tạm xong cuốn linh ứng và sang tuần, tại vì tôi còn làm hồ sơ cho đại sứ quán Mỹ thì là khoảng mất khoảng 2-3 ngày, xong sau đấy thì tôi mới đi khoảng thứ năm thứ sáu, lúc đấy là mới đi đăng ký bản quyền và trả họ cái thùng linh vật đấy, bận còn chưa lên phố phải đi kết hợp. Thì cuốn linh khí tôi phải đi đăng ký bản quyền đã các bạn nha, không là nhiều người lại ăn cắp ăn trộm của mình xong lại bảo là của họ, rất nguy hiểm đấy, nên là đi đăng ký xong đi giả cái thùng. Thì đến cuối tuần may ra lúc đấy là tôi mới bắt đầu ngồi vẽ bìa cho cuốn linh khí, xong viết thêm một số những con vật nữa, tại vì là có nhiều con vật ở trong dân gian thì tôi không sử dụng đâu, nhưng tuy nhiên là có thể các bạn cần, ví dụ các bạn đi tư vấn tí hưu, tư vấn voi viết các kiểu, đúng không? Nó không, tôi không sử dụng, tuy nhiên là có thể các bạn dùng thì tôi vẫn sẽ viết để cho ai ứng dụng phong thủy thì mọi người có cái đa dạng lựa chọn hơn. Thì đấy là ít nhất là cuối tuần sau thì mới xong hẳn cái cuốn linh khí, nhưng mà chờ được cái bản quyền là mất tầm 1 tháng các bạn nhé, 1 tháng mới có cái bản quyền, thì có nghĩa là tầm tháng nữa các bạn mới có sách linh khí. Thì trong thời gian đấy là lúc đấy sang tuần nữa thì tôi lúc đấy mới bắt đầu viết cuốn văn khấn cho thầy cúng đấy. Cái quy trình thế thì các bạn hình dung nó rất mất công chứ không phải là được phát là được luôn. Tôi bận đến mức là bây giờ tôi phải dòng cả nước ra đây để mình đỡ mất công, tôi chạy ra kia lấy nước thôi đã còn bận không có thời gian, thì các bạn hình dung dòng nước ra đây để uống nước là có nước tại chỗ luôn đấy. Xong tôi dòng khắp nơi, tôi dòng 3 nơi luôn, một chỗ cũ của tôi này, chỗ ngồi đây này, một chỗ là sắp tới tôi làm khu sắc thuốc cho mẹ vợ nữa đấy. Lúc đầu định mua cho mẹ vợ cái mà nồi sắc thuốc, nhưng mà thấy đích ca lúc trước tôi nhập luôn cái bộ sắc thuốc xịn của mấy hiệu thuốc đông y, sắc một lúc được 20 lít luôn gọi là dây chuyền công nghiệp luôn. Rồi bây giờ không có thìa đổ áng chừng mà xong bây giờ lại còn có mấy bạn ấy đăng ký cuốn bí mật sách nói nữa, thì có lẽ là tôi sẽ mất một tuần làm cái sách nói cuốn bí mật cả các bạn, cũng không nhiều, 4-5 bạn thôi, nhưng mà thôi làm xong cái cuốn sách nói bí mật cho mọi người đã. Tranh thủ ra pha cà phê thông báo cho các bạn biết tình hình về làm sách. Không biết các bạn đi gì nhỉ? Thanh Minh chưa? Đấy, tôi còn chưa đi. Tôi chờ đến cuối cuối Thanh Minh tôi mới đi, đỡ tắc đường. Sáng nay tôi đến 6 giờ để định đặt cái kích kia các bạn. Bận quá xong cứ loay hoay làm keo làm khuôn. Thế là
làm đến 6 rưỡi mới chợt nhớ ra hình như mình sang đây sớm để làm cái gì chứ không phải làm đâu, không may nhớ ra các bạn nhé, không ngờ suýt nữa lại quên. Sáng đến không thấy nhiều việc quá, không làm may tự nhiên đến khoảng 6 rưỡi nhớ ra thì chết, mình quên còn chưa tích bát bạc. Hiện nay là sáng nay tôi còn làm thêm cái chương trình để nhiều bạn mà muốn mua xỉ vì chưa có đại lý thì các bạn mua làm cho khách, thì tôi làm cái chương trình là mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 3 cùng loại nha các bạn. Ví dụ các bạn mua 5 cái gương thì tặng 1 cái gương, mua 10 cái gương thì tặng thêm 3, có nghĩa là mua trả tiền 10 cái nhưng mà ship 13 cái. Hoặc là ví dụ các bạn lấy 10 cái linh phù Thái Thượng Lão Quân thì sẽ ship thành 13, đấy, trả tiền 10 nhưng mà được ship 13, gọi là để cho các bạn lấy xỉ làm cho khách hàng nhiều dễ.